Chị áo dài đỏ ơi, chị có phòng này dành cho hai người, ngân sách 6 triệu đổ lại mở khu vực quận tư không chị? Có chứ em, đây đây, phòng này đúng theo nhu cầu của em luôn nè. Giới thiệu phòng cho khách đi kìa sóc chuột ơi. Phòng phụ nữ thất diện tới tầm 25 mét vuông, từ cửa phòng bước vô là sẽ thấy bếp và một chiếc cửa sổ trước. Bởi vì phòng có cửa sổ cho nên không sợ bị bí. Tủ lạnh được đặt kế bên bếp quá là tiện. Phòng còn được trang bị thêm ghế và bàn để ngồi ăn cơm nữa. Qua bên đây là một chiếc giường thoải mái cho hai người, máy lạnh thì được lắp hết trên đầu giường. Ngoài ra khu vực bên đây còn có thêm một chiếc tủ đồ khá là to, nhưng mà khoảng cách hơi gần cho nên mở cửa ra hơi khó khăn một xíu. Ngoài ra còn có thêm một cái bàn và một cái ghế để ngồi làm việc nữa. Toilet của phòng này thì đầy đủ tiện nghi luôn. Em giới thiệu thêm về tiện nghi cho khách nghe đi. Tiện nghi của tòa nhà thì tuyệt đỉnh cú mèo. Tòa nhà có thang máy nè, camera an ninh nè, có luôn hệ thống phòng cháy chữa cháy. Nhà giữ xe thì rộng rãi, anh chủ thì dễ thương trên cả tuyệt vời. Tòa nhà lại còn nằm ngay khu vực quận tư nữa. Quá trời là tiện nghi luôn. Wow, xịn dữ.